giờ sao? Thì đó, giờ em đố chị thoát ra được đó. Dạ yeah. Nhớ không được tháo nút nha. Làm gì vậy? Chơi gì kỳ vậy? Giờ chị không được mở nút ra nha, mà làm sao thoát ra được? Làm gì vậy? Mai sát cháu đứt dây. Ý tưởng táo bạo đó. Chứ mày không cho tao mở. Làm gì vậy? Tháo nút à? Không, không cho tháo nút. Không tháo đâu. Trời, để ý đến cái tay xíu đi. Đúng rồi đó, đúng rồi, rồi sao nữa? Đúng rồi, đúng không? Rồi sao nữa? Tràn lên cổ thử coi. Lên cổ à? Ừ. Nhìn giống lắm. Chị bị tạch ở tay à, mới gầy tay sao? Giờ làm sao mà hát rồi? Chui qua đi, cố gắng thử chui qua đây. Rồi, ok, hay lắm. Rồi, rồi ok. Thưa các bạn, wow. Trên thế giới này khoảng cách nào là xa nhất? Đó chính là khoảng cách của một dòng trái đất. Wow. Hay dữ ta. Dạ sao? Ủa, nắng mày chui qua được đúng không? Đây nè. Dạ bà, nói rồi, chỉ có chui qua 10 lần nữa nó cũng vậy. Ừ, rồi. Yeah. Ừ, hay lắm. Yeah. Ừ, rồi, xong. Hay. Thua chưa? Thua đi chị chưa? Thua rồi. Ok, thua đúng không? Nhìn nha. Đây, nút nha. Đây, rồi. Cầm một tay cầm sợi dây đỏ đi. Một tay cầm sợi dây đỏ, rồi. Luồn qua cái lỗ này, luồn nữa lỗ trắng á, luồn đi, luồn ngược lại, rồi luồn ngược lại, rồi, ok luồn, rồi xỏ cái tay, bà tào lao quá, cái gì đi, rồi xỏ tay này qua đây, rồi, ừ, rồi kéo ra, được cái này, ủa, thấy không? Giờ nhớ cách làm chưa? Hả? Rồi thử lại lần này nha. Cầm một cái đó. Ừ. Xong rồi luồn vô đây. Đúng rồi. Luồn đó vô, đúng rồi. Xong. Xỏ tay qua. Xỏ tay đây qua. Rồi, đúng. Rồi kéo ra. Giúp. Ừ. Được nha mọi người. Đó. Mọi người làm thử đi nha. Bye bye.